Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đang hai vợ chồng đang định đóng cái giá sách các bạn. Đây gỗ là mình đã mua hết, với cả mình cắt ra các thứ ở Home Center hết rồi các bạn. Thì cái giá sách mình đang định đóng là để dưới nhà này. Thì mô tả hơi khó nhỉ. Nó kiểu hình cây này. Đấy, mình xếp vào bằng dưới nó sẽ có cái hộc này. Đấy, chiều dài nó đấy khoảng 90, sau đó trên cái cây là các nhánh 60. Mình hôm nay mình sẽ dựng dần, hôm nay chắc chắn là chắc chưa hết đâu, mình sáng mai còn phải phía sau nữa nhỉ. Đó thì cái đống gỗ này mình nhờ người ta cắt hết ra rồi này, cắt hết ra thành các cái khung rồi. Lần này thì so với cả cái bếp thì sẽ đơn giản hơn rất là nhiều, nhưng mà chắc là sẽ khoan nhiều hơn. Đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành luôn nhé. Đầu tiên mình sẽ làm cái hộp dưới đáy trước. Đấy, hộp dưới đáy thì chắc khoảng kiểu như này. Mình trồng lên đây. Đấy, cái thanh đây nhá. Hộp này thôi. Sau đó thì bắt đầu cây lên này. Đấy, thì chéo này. Mỗi bên khoảng này. Thì cái cây này kiểu hai này thì xếp thành hình chữ V đấy. Hình chữ V mà mình sẽ đóng vuông góc của nhau như này. Là sau đây để chéo nhé. Đấy. Đấy, lên thành tầng này. Đấy, cái này thì mình thấy ở trên mạng là có mấy design đẹp hết, thì mình làm theo thôi. Thế chắc cũng đơn giản thôi. Đây, đầu tiên sẽ khoan tiếp mình cái con cái hộp này chắc. Còn cái mặt sau này để mai nhỉ, mình khoan xong rồi mình biết được là chiều dài rộng bao nhiêu. Mình mua cái tấm mức sau nữa. Mua cái này xong mới quay ra khỏi vợ. Không biết bán ngoài bao tiền, mình mua hết gỗ ấy, mang 6 thì các bạn đắt hết. Nhưng mà bây giờ trong nếu mà mình mua ở ngoài thì sẽ là gỗ ép, có thể trông nó đẹp hơn, nhưng chứ chắc đã bền hơn. Nhưng mà mình mua cái gỗ kiểu gỗ tấm như này thì cũng có cái đẹp của nó chứ. Nhưng mà mình làm thì mình cũng khoái hơn. Mấy cái trước này, đấy, ghép vào. Khoan thôi, mình khoan là mình sẽ đóng cái lại đóng cho cái hôm trước. Dùng cái chốt gỗ này, đồng chốt gỗ luôn, thừa mình chốt gỗ và mình sẽ bôi keo luôn vào. Ok, triển khai. Mẹ giữ luôn cho anh nhỉ. Ừ, có chứ. Đây chắc là sẽ đơn giản hơn là mình sẽ khoan nhiều đấy. Khoan nhiều hơn. Gọi là mua được cái máy khoan này mình hoạt động hết tốc lực. Sau đây còn mấy cái giá nữa đang còn khoan mà. Để mua gỗ mua yên hơi đắt nhỉ. Nhưng mà cái mình làm thì đẹp nhỉ. Mình thích. Mình làm thì nó chứ ở ngoài thì nó bán cũng đầy ấy, nhưng mà nhưng mà cái nó lại không vừa với nhà mình. Với lại mình đã làm rồi thì mình lại thấy mình thích tự làm. Nhiều lắm rồi, vợ chồng mình còn tính làm cả nhà gỗ nhà nghĩa bây giờ. Sao em nói chưa? Thôi, cái này cứ đơn giản thôi, mình cứ tìm ở trên này khoan rồi. Hai vợ chồng cứ túc tắc làm này cho các bạn, không nhất thiết phải làm nhanh quá. Túc tắc làm đến đâu là mai nghỉ mà. Hiện tại mình đang nghỉ hè, thế là mình ở nhà cả một tuần chục ngày đấy. Mình làm thoải mái từ từ. Chỗ tập luyện hai vợ chồng này cho nó dọn nó dễ. Vào nhà bật nhà. Chặt lệch cái này khổ. Quan sát ca gần nha.
Mình chốt này thôi này, cho mình rút lên thì mình sẽ ok búa lên chưa chốt ra còn tạm xong được cái hộp dưới rồi. Giờ này có kinh nghiệm làm khá là nhanh đấy, 5 phút nhỉ. Tổng cộng có 12 phát quang mà không làm nhanh quyết đâu bạn này. Đây là một cái khung ở dưới này. Đấy. Khung này là để mình sẽ làm cái hộp nhỏ, mua hộp nhỏ ngoài nhé. Để cho nhỏ sạch. Chứ, để cho sạch thôi. Đấy, còn cái đồ trên đây là cứ cậy cây lên là sẽ đặt đấy lên thôi. Chia đôi thế này. Đó. Bây giờ làm cái vuông rồi đã. Mấy cái này thì là mai mới ghép. Đấy, giờ làm cái vuông nha. Hộp này cái này là ok rồi bạn này. Một phát lỗi đây này. Ngay phát khoa đầu tiên là lỗi. Vuông vắn nhẹ, vuông vắn vì gỗ nó cắt chuẩn mình là vuông ngay mình. Ok, này tôi vứt ra đây, xong này. Giờ thì mấy cái thanh 60 là mình cứ hai thanh một là mình sẽ làm cái kiểu là mình sẽ để vuông góc với nhau này nhé. Đấy, mình để một góc nhau là mình đóng vào nha. Cho em cho thấp thì okay. Sau mình sẽ dựng thành chữ V nha. À. Thành chữ V này thôi, chữ V thứ hai nối thì lại cắm cái thanh vuông vuông kia, bắn vào đây. Vuông góc này thôi. À. Xong rồi mình sẽ chồng lên. Tóm lại là chưa tưởng tượng ra nhưng mà nó lên sẽ các bạn sẽ thấy. Thank you.
Ok bạn, hôm nay thì hai vợ chồng mình đang chỉ làm đến cái đoạn này thôi này, là mình đóng xong cái đáy này, cái gạch cái này là xong, cơ bản là xong rồi đấy. Thì ngày mai sẽ là dựng tiếp. Đấy, bây giờ sẽ quay lại cho các bạn xem thì cái ý tưởng nhá, vừa nãy mình nói chắc chưa ai hiểu được là cái gì đâu. Đây là cao cao lên tí nhá. Ok, bây giờ là cái cây này. Đây là cái cây này. Cái cây này này, này như thế này rồi vậy. Ngày mai là sau, bữa tuần sau thì đẹp không? Bây giờ chỉ có đồ thôi. Đây là mọi kệ nhá. Để mặt nó xấu hơn như trước rồi. Nó xước mình mang. Mặt đẹp thì mình mang xuống. Đây cái kệ dưới các bạn này. Kệ dưới nhá. À kệ dưới này. Ok kệ dưới nhá. Bây giờ sẽ để cây lên trên này. Đấy cái kệ như này các bạn nhé. Đây là thành cái thế thành cái giá này đấy, giá sách ngay đấy. Nhưng để như này nó sẽ yếu cho nên là nó đang thiết kế lần sau nó sẽ có một cái tấm gỗ nữa các bạn. Bây giờ mình phải mua cái tấm bao nhiêu rồi mình phải đo. Tùy tấm chứ không thì mình chỉ cần cái tấm thanh tấm ấy, thanh dài ở đây này, một thanh để chống thôi thì mình nhìn vào mặt sau nó cũng đẹp này, hoặc mình che kín. Nếu bởi vì nếu mà không tấm ấy thì khi mình đẩy sách nó bị tuột đúng không? Đúng thì mình phải làm cái gờ giống như kiểu gờ tam giác như hôm trước ấy, làm gờ này cũng đẹp, đó đúng không? Hoặc là đấy, nhưng mà phải có cái thanh tấm nên nó đỡ một phần. Nếu không thì mình mua cái đấy. Nếu mà anh thì đang thích để này nhưng mà anh đang bị nghĩ cho cái que, mình mua cái que to, ở đây, khoan phải giữ được sách nó rơi hết. Sao giữ được? Sách để ở đây mà. Cố tình tại sao người ta phải làm cái tấm là gì đỡ cả cái khoảng này. Chẳng hạn, là tấm thì nó dày. Tấm nó không dày lắm. Biết. Đấy, đó, đây thôi, không có để sách đây này. Tấm gỗ, con tự trang trí gì đây này. Hoặc là mình sẽ làm hai tấm gỗ hai bên này. Khả năng hợp lý hơn, mình để khoảng giữa này. Đấy, đứng tít, đứng mít. Quá đẹp mẹ. Vậy được đấy, bây giờ mình sẽ để cho nó qua đêm để cho nó khô. To phết nhỉ? To chứ. 90 các bạn này, bề ngang 90 này, mũi thanh 60 này. 60 này, 60 là vuông góc của nhau nhá. Thì nhân là tự ra được cái khoảng của nó, khoảng cách nó chắc tầm 90 nhỉ. 60, hai thanh này 60, thanh ngang 60 vừa luôn. Này khi để trên phòng tí nữa đẹp hơn. Phòng mình hơi to nhỉ. Để dưới này sẽ hơi to. Ok, cái này ướm thôi, sau đó có thể chuyển lên một chỗ hai phòng để đang rất là trống. Chưa có gì cả bạn. Ok, bây giờ mình để cho nó vừa là khô đồ đi. Để cho nó khô. Em không quên để em không em cái này này. Ok nhá. Sáng mai sẽ tiếp tục quay tiếp cho các bạn xem. Hello các bạn, hôm nay thì mình đang vừa đi mua được cái tấm phía sau các bạn nhé. Tấm nền này này. Đó, hiện tại bây giờ cái này nó vẫn đang rời nhau ra này. Để bây giờ mình sẽ thiết kế nốt cái đấy. Ngoài ra hôm nay thì là nó bị bên chỗ home center bàn gỗ nó bị hỏng thì máy cắt thì sao? Nên nó không cắt được là cái chỗ này là mình làm cái chám này này, mình che cái lỗ khe này. Đấy. Thì chắc phải để lại. Sau mình làm xong mình chỉ cần dán keo thôi vì nó không chịu được gì cả. Đấy, các bạn thấy là đây là cái tấm gỗ phía dưới nhá. Bây giờ mình đang đặt nó lên để mình đo đạc cái thứ rồi mình sẽ đóng chốt vào, nếu mà khoan trước đóng vào xong thì là khoảng tối nay sẽ dựng được về này. Nhìn trên cao khá là bắt mắt phết đấy. Đấy, cho cái này vào đây. Đấy, bạn nhìn này, tổng thể này. Đầu tiên tưởng bé nhá, to phết đấy. Chiều ngang cái thanh này là 90 các bạn này. Hai cái thanh này mà nó vuông góc ra cũng tầm 90 rồi. Đấy, tóm lại là chiều ngang khoảng 90. Chiều cao cái thanh này là 180.
hôm nay mình mới đo được, bởi vì hôm trước làm ba cái dàn, làm ba cái tầng ấy, thì không biết là nó cao bao nhiêu. Hôm nay mua cái ốp đằng sau này thì mình mới đo lại 180. Ok, bây giờ mình sẽ đặt video nhá, sẽ đặt máy để còn quay cho bạn xem. Thank you.
Nghĩ là sao được không? Được lên. Thì à? Thử lên này. Nghĩ là con. Xem không? Rõ rệt chứ. Mấy những phần kia đấy. Nó là những phần tiếp. Nắm điều chỉnh sao được. Vậy tan lên này chạy. Cùng chọc đây. Ủa, chắc luôn. Tôi đây, bố vào cho anh lấy rồi. Cái độ vướng lên xong rồi chưa? Không có gì sẵn. Để được rồi, ăn ngọt các bạn ạ. Ăn ngọt to rồi, bố tôi đừng các bạn ạ. Không sao các bạn. Nghe nó vượt thôi, sao các bạn ạ? Không có vượt cái này đi rồi đấy nhỉ. Ok các bạn nhé, bây giờ nó đang lên hình rồi đấy, nhưng mà mình mới đang đóng được chắc được cái tầm chỗ này này, chỗ này này. Đấy, vừa đấy khoan mà đấy, vợ mình tư vấn nó khoan bừa mà nó không bị lọt vào đâu, chuẩn luôn đấy. Giờ mình khoan được chữ V đây là cái này chắc chắn rồi này. Đang định thêm ít nhất phải có mộc ở đây, mộc đây này. Trong một cái mộc giữa này nữa này, nhưng mà mình đang chưa biết là làm nào để cho nó ra đấy được, khả năng là mình phải đo đây, yeah. Đo đây xong sang sau đúng không, đúng tầm đấy bắn mà, đó, các bạn đây là hình đấy, còn trên đây là hôm nay là do nó chưa cắt được cái nhá, nó chưa cắt được, bọn hôm nay thời chưa cắt được thì mình sẽ làm cái hộp và hộp vuông này này, nhỏ đấy, đấy giống như cái mắt, hộp vuông mình để lên đây, là hợp lý, nhìn xa đẹp không? Đẹp. Đạt quyết định đi đấy ạ. Nhờ? Được. Ok các bạn nhá, thì bây giờ là mình đã gọi là cơ bản là xong hết rồi đấy. Đây còn mỗi cái chỗ này thì hôm nào bên hôm center người ta cắt được thì mình sẽ đi cắt một cái hộp vuông nha. Mình có chám này mình để đây. Cái đấy thì mình không đóng đinh nữa mà mình sẽ keo không thôi cho nó dễ. Đấy. Đây cơ bản là đóng là hàng này là được 4 đinh này, hàng này 3 đinh là khá là chặt rồi. Đấy, nó hơi bị ở nhà nữa thì mình sẽ bắt bắt một cái đinh nó vào đấy, tận dụng một cái cánh cửa để cho gần cái cửa thì bắt vào đấy. Sau khi mang cái sách đến đây đó rồi, sách cơ bản là đã xong hết rồi các bạn, nhìn cũng khá xong, nhìn to lắm an nhỉ, là to quá. Chỗ này là nghe mình để khoảng nửa này đẹp này, 40 nhỉ. Được rồi, mình đã đóng rồi thì ok, không còn lên gì hết, để thế thôi. Để tí đấy thì tổng cũng khá là đắt đấy, có khi là hơn cả cái mua ngoài nhỉ, mua ngoài, nhưng mà mua ngoài thì không được gỗ miếng này mà chỉ gỗ ép được. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể sang mấy cái chỗ trung tâm bán gỗ, các bạn nhờ cắt thì mình về mình tự đóng, mà đóng thì mình hoàn toàn đóng một cái đinh gỗ giống hôm trước nhé. Có từng này thôi à? Còn nữa. Đinh này thì chuyện gì á? Còn nữa. Để nó đi. Thôi để như này cũng được, để như thế này nè. Không okay, hết đi. Mà hết đi. Cái video mà làm cái tủ gỗ này thì mình sẽ tạm thời kết thúc đây rồi nhá. Đấy, còn cái trên này thì thôi, hôm nào ấy thì mình quay lại chụp lại thì cho các bạn được ok rồi còn. Đó thì hoàn toàn là đã xong rồi. Và lực thì chủ yếu là vào cái tấm này các bạn này. Chứ chỗ này nó chỉ động chạm mà thôi chứ nó không có chặn chịu được đâu. Đang xếp chuyện thử xếp chuyện cho mọi người xem. Xếp thì là cơ bản là đây đến mua 2 quyển đấy con. Đó. Nhé, như đấy. Đó thì mình sẽ xếp dọc nha, này này. Đó, chuyện to chuyện nhỏ rồi đó, xếp dọc đấy. Buồn to lắm đi đấy. Cứ tưởng cái chuyện con bé ấy, chuyện to này. Như này xếp được 2 lớp luôn này. Thoải mái chuyện luôn này. Đó. Ngoài ra đây cũng được các bạn này. Đó, hoặc là cho sang này được này. Tùy nhá. Nói chung cái này thì là sẽ phải sắp cái xếp rất nhiều chuyện đấy. Tùy vào cái chịu lực đây thì mình phải cân đối. Ngoài ra thì mình sẽ đóng thêm một cái, bắt thêm cái vít vào đây. Hôm đấy mình sẽ tính, mình sẽ tính sau vì siêu center có nhiều cái loại đẹp đúng không? Mình bắt vào để mà không bị ấy ra ngoài. Nhưng mà thực ra như này nó cũng chắc lắm rồi, nhưng mà bắt để cho đỡ bị rung, hợp lý lắm. Quá đẹp. Ok, chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.